bảy tù rất rộng. Một nhà bảy tù anh. Một nhà. Em ngày sẽ kết thúc cuộc chuyện đằng sau vui giọng là may mắn. Điều cần đời vai những chuyện nhỏ trong công việc vẫn còn vang vang ở bên tai. Nên anh hôm nay có thể về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay còn hóa anh vẫn cả nhà chờ cơ. Em ơi hôm nay em đã đến muộn đang vội đến phòng tu. Và tin thật sự và biết mọi sẽ vẫn còn đang.